Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì công ty cổ phần xây dựng Vietroup tới khảo sát để chuẩn bị thi công cái phần hạng mục mái dưới của căn 2 tầng mái Nhật. Đây, căn 2 tầng mái Nhật này các bạn nhé. Đấy, căn 2 tầng mái Nhật này là của anh Quang tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai của thành phố Hà Nội. Thì cái phần hạng mục mái trên thì bên mình đã triển khai thi công hoàn thiện xong và hôm nay thì bên mình tới thăm để mà kiểm tra cái việc hoàn thiện để chuẩn bị thi công hạng mục mái dưới. Cái mái diềm chạy xung quanh nhà này các bạn nhé. Đấy, mái diềm chạy xung quanh nhà này. Cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Quang có cái diện tích ngói ngói dự kiến hoàn thiện khoảng độ 230 m² và hệ khung kèo sử dụng trong công trình là hệ khung kèo rắc bốn cốp hệ hai lớp kèo kèo mé đập ngói các bạn ạ. Và loại ngói sử dụng trong công trình là ngói bê tông xi măng sơn màu có thương hiệu là Sinco. Đây là một dòng ngói cao cấp các bạn nhé. Đấy, thì công trình này ở đây thì mình cũng đã gia chủ đã thi công hoàn thiện cái phần sơn và đang hoàn thiện nốt các phần sơn và cũng lắp đặt hệ thống cửa. Thế thì mình sẽ quay một vài hình ảnh thi công công trình để các bạn có thể tìm hiểu hơn về cái chất lượng thi công hoàn thiện của cái công trình bên mình triển khai thi công như thế nào. Mời các bạn theo dõi nhé. Tại mình đang đứng trước công trình. Công trình này ngay sát mặt đê tả luôn. Đê tả và đây là gần với lại đình. Đình làng này thì mình chưa rõ với tên là gì nhưng mà đây là tại thuộc xã Kim Thư, huyện Thanh Oai của thành phố Hà Nội. Đấy, căn 2 tầng mái Nhật này của anh Quang thì có cái diện tích khá lớn, khoảng độ tầm 230 m². Đấy. Với cái kết cấu đó là gì? Một cái lóc chính, các bạn nhìn cái lóc chính trên cao kìa. Đấy. Và một cái lóc phụ ở phía đằng sảnh bên này nó nổi ra đây, các bạn nhìn thấy này. Và ngoài ra có điểm nhấn của hạng mục mái ngói đó là gia chủ có làm một cái hệ thống chuồng chim khá lớn ở phía chính diện đây kia. Và cái dạng chuồng chim là cái dạng mái Thái các bạn nhé, các bạn nhìn không? Đấy, gia chủ xây tường đứng xung quanh, xây hình ba mặt rồi sau đó đổ cái phần văng đua ra. Cái phần đổ văng đua này là gia chủ không đổ mà gia chủ lắp bằng tấm trần các bạn ạ. Các bạn nhìn như kiểu trần nhưng thực ra nó là nhìn như ở bê tông nhưng thực ra nó là dạng trần đấy. Rồi sau đó lợp ngói và úp cái rìa, mái Thái nó úp rìa. Còn các cái mặt phần mái chính này là sẽ là mái Nhật các bạn nhé, mái chụp. Đấy. Và loại ngói sử dụng cho công trình là ngói Sinco, một loại dòng ngói cao cấp. Và hệ khung kèo sử dụng công trình này hai lớp kèo mề lợp ngói. Đó thì các bạn có thể theo dõi cái phần thi công hoàn thiện cái phần mái trên của con này thông qua một cái video trước đây mình đã đăng lên rồi. Đấy.
Hiện tại gia chủ đang hoàn thiện sơn và lắp đặt hệ thống cửa cũng như hệ thống điện, đèn điện trang trí. Thì hôm nay thì bên mình tới chỉ khảo sát để chuẩn bị triển khai cái phần mái ở bên dưới, mái diềm bạn ạ. Mái diềm nó chạy từ mặt kia này, để sang mặt này này, để sang đây này, kết hợp với có một cái máy sảnh ở phía ban công này nữa, cửa vào, cửa chính, rồi chạy sang bên kia, chạy vòng ra đằng sau. Đấy. Thì công trình này cũng vướng dịch cho nên là bên mình cũng không thể đáp ứng được cái tiến độ thi công được, và dịch thì gia chủ cũng không thể, ngay cả các hạng mục khác cũng đều chậm lại. Đấy, thì hôm nay mình tới khảo sát để mà chuẩn bị thi công cái hạng mục mái dưới cho gia chủ. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy không? Cái phần chân ngói rất là đều, rất thẳng, không bị gập gãy một chút nào cả. Đấy. Các cái đường sóng ngói đứng đây các bạn nhìn này. Ở đây thì hình ảnh nó hơi cao, hơi khó nhìn. Đây, các đường sóng ngói rất là thẳng luôn. Đường bò như vậy, rất thẳng, rất đẹp. Thì theo như gia chủ cũng phản ánh thì hầu hết các cái xung quanh hàng xóm mọi người đi qua đều đánh giá đây là một cái mái đẹp. Bên mình rất là vui khi mà cung cấp cho một cái dịch vụ thi công tốt cho khách hàng với một chi phí hợp lý. Vừa rồi mình đã chia sẻ một vài hình ảnh thi công hoàn thiện cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Quang tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai của thành phố Hà Nội. Thì nếu các bạn cảm thấy video mình hay, các bạn bấm nút like nhé và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Và các bạn cũng muốn một đơn vị thi công mái ngói chuyên nghiệp cho ngôi nhà của bạn, nên bạn hãy liên hệ với hotline của mình ở đây là 0918 433 558 hoặc truy cập website virup.vn, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại thì bên mình sẽ liên hệ với các bạn để tư vấn cho các bạn một giải pháp thi công mái ngói tốt nhất, tiết kiệm nhất và đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.